Xin chào anh em nhé. Thì trong group thì YouTuber thì chắc là cũng có nhiều anh em giống mình làm video nhưng mà vẫn còn amateur, không biết về công nghệ. Đấy, đặc biệt là cái phần Photoshop, Photoshop gì đấy là mình, như mình là mình không biết làm. Đấy thì trước bây giờ làm video để hình thumbnail của video nhìn nó chán lắm. Đấy thì hôm trước có cậu em cậu chỉ cho dùng cái phần mềm để tạo một cái hình đại diện của video ngon lành, hình thumbnail ngon lành. Thì hôm nay cũng muốn chia sẻ lại cho anh em, các anh em gà gà như mình. Đấy thì hy vọng là anh em sẽ cải thiện được phần nào đó. Đây, thì cái phần mềm đấy là cái phần mềm này, SnapSpeed này. Đấy, thế thằng này là nó toàn bằng tiếng Việt thôi. Đấy, thành thử ra là mình rất là dễ dùng. Đấy, đây, bấm mở nó lên. Đấy thì bây giờ muốn chỉnh sửa ảnh thì cần bấm vào dấu cộng này thôi. Đây, đấy. Thì tùy anh em chọn bối cảnh chụp như nào, chụp ngang hay chụp dọc thì cái đấy tùy theo cái video của mình. Đấy thì hầu như trên của mình đây toàn là xe thôi, mình làm xe ô tô mà. Đây. Nào lấy thử một cái hình để chỉnh nhá. Đấy nó dễ, cực kỳ dễ sử dụng và nó cũng toàn là tiếng Việt thôi. Đây, lấy tạm lấy thử một con này. Đây. Đấy. Thì chọn rồi thì nó có các cái kiểu chọn màu này, chọn màu, chọn mè này. Đấy, chọn kiểu ánh sáng màu này. Đấy, mình thì mình không biết gì về về các cái ngôn ngữ chuyên ngành đâu. Mình cứ dùng như này. Đấy, mình thấy nào anh em chọn nào ưng mắt là được. Ưng mắt mình chắc là mắt khán giả cũng ưng. Đấy, làm nào cho đẹp. Đây, ví dụ như mình sẽ chọn cái này. Đấy, ok này. Đấy, còn nó sẽ có thêm một cấp độ nữa là như nào đó, như nào đó. Đấy, tươi tươi sáng sáng này. Đây, như này, cho này phát đi. Ô, cái này không thích. Đây, ok. Đấy, xong phần màu nhá. Đây, và tiếp theo là vào cái phần thứ hai là phần công cụ. Đây, công cụ trên này ấy, thì đây nó nhiều lắm. Nhiều nhiều rất là nhiều cái để mình lựa chọn thì cái này anh em cứ khám phá dần là mình cần dùng cái nào như nào như nào chẳng hạn. Đấy ví dụ như là mình chỉnh sửa hình ảnh là cái gì đây? Không biết là gì, thử xem, điều chỉnh độ sáng này. Đây này. Anh em nhìn ở trên 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 chỗ này nhá, nó có một cái thanh ấy, mình cần chỉnh sáng tối thì mình kéo lên, tăng lên, tăng lên hạ xuống. Đây mình tăng nó lên, sáng hơn này. Đấy. Vào công cụ này, phần chi tiết là cái gì đây? Cấu trúc không biết luôn. Tóm lại là cứ thử thôi. Đấy, thử làm sao cho đến lúc nào nó ưng mắt thì thôi. Đấy vì vì mình cũng không biết dùng lắm đâu, nhưng mình cứ thử tất cả các công cụ thì bao giờ đến ưng mắt thì thôi. Cân bằng trắng là cái gì đây? Đây. Không biết, không biết, không biết. Đấy, đấy. Ok, rồi. Đấy. Như vậy là nhìn cái hình ảnh nó đã đẹp hơn so với ấy rồi, so với cái hình gốc của nó rồi. Thêm cắt này, crop này. Crop cắt này thì mình cứ để hình 16:9 để cho nó chuẩn theo cái form của YouTube. Đây, đấy thì mình tùy mình cứ căn chỉnh này cho nó vào giữa hình này hay là bên lệch như nào đấy. Đấy. Rồi, tiếp theo là phần tương phản tông màu này. Đấy, cái này thì nó dễ sử dụng lắm nhá. Đấy mình muốn cái gì thì mình chỉ cần chọn cái đó xong bắt đầu là muốn chỉnh nó như nào thì đấy thì đây đấy anh em di trên màn hình ấy, đây này nhìn trên thanh trên cùng ấy đấy độ sáng cộng trừ này đấy rồi đấy cho đến lúc nó ưng mắt chứ còn về làm thế nào cho đẹp thì mình không biết đâu bởi vì mình không không không, không có con mắt nhìn đấy đây có đấy rất là nhiều các cái tính năng ở trên này đây làm mờ ống kính này. Đó là mười ống kính nó như gọi là hình xóa phông ấy, xóa phông. Đấy, anh em có thể là chọn như này. Như này. Đưa nó đi, đưa nó ra đây. Đấy, nhiều chọn xóa phông thôi, bình thường thôi. Xóa phông này thì kể cả là dùng điện thoại bình thường, app bình thường mình cũng chỉnh được, mình dùng nốt 10 thì mình vẫn chỉnh được bình thường. Đấy, trong này thì nó sẽ nhiều hơn bởi vì là nhiều máy nó không có xóa phông. Đấy. Đấy, lên thành một con xe nhìn ngon lành rồi nhá. Đấy là mờ nét ảnh này. Chả biết là cái gì đây. Đấy.
thử xem nào. Đấy. Tóm lại là cứ phải thử từng cái ứng dụng cái tính năng này của nó để mình lựa chọn bao giờ ra một cái ảnh đẹp thì ảnh ngon này thôi. Đây là khung ảnh này. Đây. Đấy, một cái khung. Đấy. Rồi văn bản. Đấy, văn bản thì mình thích cái thằng này, nó có cái văn bản cái này hay. Đấy, nó có rất là nhiều cái kiểu để mình nhập, để mình làm chữ thì đẹp hơn, nó không đơn điệu như là làm bằng pen hay là làm trên cái VidIQ ở trên ở ứng dụng sẵn của cái VidIQ ở trên 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 thằng ứng dụng sẵn ở trên YouTube ấy. Đấy, to nhỏ này, thay đổi nội dung này. Đây. Xin chào 500 anh em. Ok. Đấy. Như này. Ok đây, chọn kiểu, kiểu đây. Kiểu style này, đấy. Đấy. Đấy, chọn cái như nào cho mình cho nó phù hợp. Đây. Đổ màu, đây, xanh đỏ tím vàng. Đấy, trắng này. Đấy thì làm nào cho nó vừa đẹp với cái hình vừa mắt của mình là xong. Đấy, ok, thế là xong. Tự dưng là mình có một cái hình ảnh rất là đẹp, khá đẹp hơn là mình cắt từ video ra. Ok, xong. Đấy, thì bây giờ xong là chỉ cần xuất thôi. Xuất JPEG. Đấy, xong. Ok, phát. Đấy là xong. À, giờ thì vào xem lại thành quả nào. Ô, đâu rồi? Ô. Từ 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 xem nào. Xuất xong rồi mà nhỉ. À đây, được mà. Xem nào. Nó nằm ở đâu? Không phải nằm trên đầu mà nằm gần, hình như là nằm gần ở cái chỗ cái hình. Đây 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 đây, nó sẽ nằm cạnh cái hình gốc của mình. Tìm mãi không thấy. Đấy, anh em thấy chưa? Nhìn nó khá hơn chưa? Khá hơn hình gốc chưa? Đây, hình gốc đây. Hình gốc đây, đây là một hình gốc này. Đấy, và đây là một hình mình đã chỉnh sửa. Thì tùy theo cái thẩm mỹ của từng từng anh em một thì mình sẽ chỉnh sửa cái ảnh nó đẹp hơn, chữ nghĩa nhìn nó ngon lành hơn. Đó. Ok, đơn giản vậy thôi. Làm mất có mấy phút thôi. Mấy phút thôi là xong. Đấy, xong đấy thì chuyển qua máy tính là up lên hoặc là up trực tiếp lên YouTube là đẹp ngay. Ok, cảm ơn anh em nhé.